một trong những vị tướng đã góp phần giúp Bân và Sài Gòn Phantom đạt được chiến thắng trong giải vô địch Liên Quân quốc tế vừa qua đó chính là Wonder Woman. Cùng nghe xem vị tướng này nói gì nhé. I am Diana, Princess of Themyscira. Ta là Diana, công chúa của xứ Themyscira. Princess ở đây có nghĩa là công chúa và chúng ta rất là dễ nhầm với lại cái từ prince, hoàng tử. Một cái mẹ để cho các bạn phân biệt được hai cặp từ này. Prince là hoàng tử, là con trai đúng không? Nhớ là con trai là ít nói đi cho nên cái chữ nó ngắn thôi. Còn con gái thì sao? Con gái thì bánh bèo, nó dài, nó dai đúng không? Thì cái chữ nó sẽ dài hơn princess. Rồi, vậy là không có quên được hai từ này nữa ha. I will forge my own destiny. Cái chữ hay nhất trong câu này đó là từ forge. Forge ở đây mang nghĩa là create, là make, ta sẽ tạo nên số phận của mình. Thế thì đặt câu hỏi là tại sao không dùng luôn từ create hay là từ make đi mà lại phải dùng từ forge. Thật ra cái từ forge này nó sâu sắc hơn như vậy. Nó mang nghĩa là create or make something but with difficulty. Vậy thì câu này phải dịch đúng ra đó là gì? Ta sẽ tự tạo nên số phận của chính mình dù có trải qua biết bao nhiêu gian khổ đi nữa. My strength knows no bounds. Strength ở đây là sức mạnh, còn bound là biên giới. Sức mạnh của ta không biết biên giới là cái gì, tức là sức mạnh của ta là vô biên. I will right the wrongs of this world. Nhìn vào câu này sẽ cho chúng ta biết được cái tầm quan trọng của từ loại. Nếu như chúng ta không biết được cái từ này là từ loại gì thì chúng ta sẽ dịch cái chữ right ở đây là đúng hoặc là bên phải và cái câu này nó sẽ bị vô nghĩa. Từ right đúng là mang nghĩa là bên phải hoặc là đúng trong đúng sai với điều kiện nó là tính từ. Còn khi nó là động từ bởi vì nó đứng sau chữ will này thì nó mang một cái nghĩa khác, đó là sửa chữa. Cụ thể ở đây là sửa chữa sai lầm. Ta sẽ sửa chữa những sai lầm trên thế giới này. Anh em nào mà mất gốc cửa Pháp thì bay qua đây liền nha. Vậy thì có thể thấy rõ ràng Wonder Woman là một vị tướng nữ nhưng không hề bánh bèo hay cute phô mai que mà lại là vô cùng mạnh mẽ và đầy tinh thần chiến đấu, giống như cách mà Sài Gòn Phantom đã chiến đấu để giành ngôi vị cao nhất trong giải vô địch Liên Quân quốc tế APL vừa qua. Follow mình và hashtag Lương Anh trên top 3 năm để học thêm nhiều kiến thức hay nha. Giọng nói mới nhất của vị tướng vừa được Liên Quân ra mắt có gì đặc biệt? Once you've seen my battle dance, we are friends. Một khi đã chứng kiến vũ điệu chiến đấu của ta thì chúng ta là bạn bè. Đây là một câu nói ngầm thể hiện đặc trưng của vị tướng này, vừa linh động, vừa khống chế, vừa hồi máu. Và đã có rất nhiều dự đoán cho rằng đây sẽ là vị tướng nhanh chóng nằm trong top những vị tướng đấu sĩ toàn diện của Liên Quân. Mạnh mẽ là thế nhưng mà vị tướng này có thích cà khịa không? Có chứ, nghe thử nha. Why don't you learn how to pick your opponent before actually fighting one? Opponent là đối thủ. Tại sao ngươi không học cách lựa chọn đối thủ trước khi học cách đánh nhau? Ý là thấy ta mạnh như vậy rồi thì lo mà né đi chứ đánh cái gì? Nếu mà không cần nhìn sách và bạn vẫn nghe hiểu được hai câu này thì khả năng cao là tiếng Anh của bạn đã đủ điều kiện để nhận được học bổng toàn phần và bán phần của đại học FPT. Các bạn có thể vào đây để tìm hiểu thêm nhé. Và cuối cùng khi lên bảng điểm số thì Bichan có một câu nói. Am I finally going home? Câu nói tuy ngắn nhưng mà đã thể hiện toàn bộ cốt truyện của anh chàng này. Chứng kiến cảnh quê hương mình bị xâm lược và phải tha hương nơi đất khách quê người. Vì vậy trong tim của Bichan lúc nào cũng đong đầy hình ảnh quê hương. Đó là lý do vì sao mà trước khi chết anh ấy đã nói, có phải cuối cùng thì tôi cũng đã được trở về đất mẹ rồi không? Bạn đã thử qua vị tướng này chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận cho Quỳnh biết nhé. Với bạn biết vì sao Illumia dám tự tin nói câu này? Power and glory shall be mine. Quyền lực và vinh quang chắc chắn sẽ là của ta. Bởi vì đây là một vị tướng nữ được Liên Quân vô cùng ưu ái dành tặng cho tất cả mọi thứ. Nhan sắc, thông thái, sức mạnh, vinh quang và quyền lực. Đó là lý do vì sao mà tất cả những câu nói của Illumia đều thể hiện cái quyền lực của mình. You seek my power. Người tìm kiếm sức mạnh của ta ư? Ta hãy cùng luyện nghe với câu cuối nhé. Never challenge a god. Một lần nữa nhé. Never challenge a god. Và đáp án chính là challenge, thách thức. Đừng bao giờ thách thức một vị thần. Và vị thần ở đây chính là Illumia, nữ thần ánh sáng. Giọng mới của Illumia có hay hơn giọng cũ không? Power and glory shall be mine. The silence lets me listen to everything in the world. Như vậy thì có thể thấy so với giọng thường thì giọng mới của Illumia có độ trầm và vang hơn để thể hiện đúng cái chất uy quyền của mẹ thiên hạ. Love remains the ultimate enigma. Enigma là điều bí ẩn, tình yêu vẫn là điều bí ẩn nhất trên thế gian này. Thật bất ngờ khi mà Illumia bình thường không hề nhắc gì về tình yêu thì Illumia Khải Huyền Thiên Hậu lại đưa ra một triết lý vô cùng sâu sắc về tình yêu như vậy. Just an ant. For an ant, you're a brave one. Tự nhiên bản mặt cái skin vô cái là trở nên cà khịa xéo sắc kinh khủng luôn. Bạn thích voice nào hơn? Hãy nói cho mình biết nhé. Dịch thử con tướng nào có cái voice ghê hơn siêu đi cô. Ghê hơn siêu thì chỉ có vị tướng này thôi. I am the terror of the seas. Đó chính là Press.
Terror là nỗi kinh hoàng, tai chính là nỗi kinh hoàng của biển cả. Và có một điều khá thú vị về giọng nói của Crest đó là đây là một vị tướng có đủ 3 câu nói đại diện cho 3 chiêu thức của mình. Với chiêu đầu tiên, đinh ba thủy thần xua đuổi những kẻ địch ở gần thì Crest sẽ nói out of the way. Và chiêu thứ hai, bọc bong bóng tạo giáp cho đồng minh thì Crest sẽ nói title protection. Còn chiêu thứ ba, thủy thần, đó là Crest triệu hồi một con đại hồng thủy nuốt chửng mọi kẻ thù thì Crest sẽ nói crush you. Đừng có nhầm tưởng từ crush ở đây có nghĩa là say nắng nha, mà nó còn có nghĩa nữa, đó chính là nghiền nát. Chị ơi, làm về Omen đi chị. Omen có một giọng cười thật rợn người. Đúng là Omen có một giọng cười vô cùng đặc biệt để thể hiện niềm vui mỗi khi ăn buồn. Là vui chưa? Là dữ chưa? Nhưng không chỉ có giọng cười rợn người mà ngay cả giọng nói của Omen cũng rất đáng sợ. Thư giãn nào, ta sẽ không làm người đau đâu. Sau đó rồi mới thêm một cái chữ much. Có nghĩa là ta sẽ không làm người đau nhiều đâu. Trời ơi, nghe vậy rồi ai mà thư giãn nổi trời. Ta có cuối cùng. Yes, more. I crave more. Crave ở đây là khao khát. Đúng vậy, nhiều hơn nữa. Ta khao khát nhiều hơn nữa. Đố mọi người biết cái mà Omen khao khát ở đây là gì? Gợi ý, vì cái khao khát này mà hắn có một cái biệt danh đó là quỷ kiếm già xoa, khiến cho ngay cả lũ quỷ dữ cũng phải khiếp sợ. Cùng ghi xem giọng nói của vị tướng mới nhất của Liên Quân có gì đặc biệt không nhé. The best toy maker in Thoughtland has arrived. Giờ này có vẻ Liên Quân khá là chuộng những cái giọng nhí nhảnh ha. Toy maker là thợ làm đồ chơi. Thợ làm đồ chơi giỏi nhất ở Thoughtland đã đến rồi đây. Tuy là một câu nói đơn giản nhưng đã thể hiện luôn cả cái cốt truyện của Bonnie. Thì đây là một cô nàng lớn lên ở trại trẻ mồ côi Thoughtland. Và cô bé đã tự sáng chế ra rất là nhiều món đồ chơi để dành tặng cho các trẻ em ở khu di viện này. Câu này thì các bạn nam cần lưu lại ngay để mà chơi với crush nha. Nó có nghĩa là núp sau lưng anh nè, để anh ok cho. I don't know the rules, but I just have to win, right? Mình không biết luật, mình chỉ biết là mình cần phải chiến thắng mà thôi. Nghe câu này xong thì ngay lập tức mình nhớ tới một người, đó chính là Fly Laurel. Đúng thật, em không biết luật chơi. Ngay từ đầu em vẫn không biết luật chơi là gì, mà khi em chơi tập em vẫn không biết luật chơi là gì. Mọi người cứ bảo là em cứ ăn sống dài nhất trong combat có thể thôi. Đừng có ai tác ổng vô nha.